Thưa quý vị, được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi để lấy ý kiến của các tổ chức cá nhân theo quy định trước khi chính thức trình Chính phủ, trình Quốc hội. Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi gồm có 10 chương, 137 điều với nhiều nội dung mới. Bên cạnh những nội dung sửa đổi về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, dự thảo luật sẽ quy định rõ thống nhất với luật doanh nghiệp về phạm vi điều chỉnh hoạt động chào bán chứng khoán. Theo đó, luật chứng khoán điều chỉnh hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán chứng khoán của công ty đại chúng. Chào bán chứng khoán riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp. Cái mục tiêu sửa đổi luật lần này là nhằm là hoàn thiện thể chế, tạo một môi trường pháp lý ổn định, đồng bộ cho cái sự phát triển của thị trường chứng khoán, nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán, bảo đảm các thị trường chứng khoán hoạt động một cách ổn định, công bằng, công khai và tiếp tục là trở thành một kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế cũng như là hội nhập với kinh tế quốc tế. Căn cứ vào 8 chính sách thì lần này luật chứng khoán sửa đổi thì cũng đã có cái sửa đổi một cách căn bản, những điểm lớn nhằm đáp ứng cái nhu cầu phát triển của thị trường chứng khoán. Cũng trong dự thảo luật lần này, ban soạn thảo đã sửa đổi bổ sung về mô hình tổ chức của Sở Giao dịch Chứng khoán cho phù hợp với luật doanh nghiệp và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán thực hiện theo quy định của luật chứng khoán. Bên cạnh đó, dự thảo luật lần này cũng sẽ có những điểm sửa đổi bổ sung về các quy định liên quan tới công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, về công bố thông tin, về thanh tra và xử lý vi phạm. Theo thông lệ quốc tế thì khi mà tiến hành thanh tra giám sát đối với cái hành vi bị cấm trên thị trường chứng khoán như là hành vi thao túng nội gián thì cơ quan quản lý thị trường chứng khoán có cái thẩm quyền tiếp cận dòng tiền của nhà đầu tư, có thẩm quyền triệu tập các nhà đầu tư đến làm việc khi mà có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến các cái giao dịch đáng ngờ, hoặc là có cái thẩm quyền là được lấy sao kê các cuộc gọi điện thoại của các cái nhà đầu tư mà có nghi vấn liên quan đến cái giao dịch bất thường. Theo dự kiến kế hoạch, luật chứng khoán sửa đổi sẽ trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội cho ý kiến vào quý 2 năm 2019 và trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua vào quý 4 năm 2019.